Bây giờ anh chị thử làm ok cái bài này coi, bài này nó không có đáp án này. Công ty AA phát hành trái phiếu có mệnh giá là 1.000, lãi suất gốc là 8% một năm, thời hạn là 30 năm, trái phiếu được bán bằng mệnh giá, chi phí phát hành là 5% trên giá bán. Vậy chi phí vốn của trái phiếu này là bao nhiêu? Anh chị coi. Giờ ta coi. Cái trái phiếu này mệnh giá là 1.000 đồng. Lãi suất gốc của nó là 8%. Thời hạn của nó là bao nhiêu năm anh gì? 30 năm. Chi phí phát hành là 5% trên giá bán. Giá bán bằng với mệnh giá. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy là tiền lãi mỗi năm là mấy? Là 80 đồng, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ hình dung như thế này. Ba mươi năm, đúng chưa? Tiền lãi phải trả mỗi năm là 80, đúng chưa? 80. Khi đáo hạn là sau 30 năm chúng ta phải trả bằng một khoản tiền bằng mệnh giá là 1.000. Chúng ta chiết khấu những khoản tiền này về hiện tại. Thì nó bằng bao nhiêu? Giá bán của mình hiện tại là 1.000 đồng. Nhưng chi phí phát hành của mình hết 5%. Nên mình phải trừ cho 1.000 đồng nhân 5% là chi phí phát hành. Hay là 1.000 đồng nhân cho 1 trừ cho 5%. Đúng không? 5% có nghĩa là 50, nghĩa là giá này còn 950. Vậy thì 950 này chúng ta đưa vào sử dụng thì cái 950 này nó phải sinh lời mỗi năm bao nhiêu? Một năm. Đó là như vậy. Để đảm bảo được chi trả những khoản tiền này trong tương lai. Các bạn thấy không? Vậy thì bây giờ các bạn tính. Vậy theo công thức định giá tính thì chúng ta sẽ có 950 bằng 80 nhân cho 1 trừ cho 1 cộng KD, đúng không? Mũ mấy? Trừ 30 năm chia lại cho KD cộng cho 1.000 nhân cho 1 cộng cho KD mũ trừ 30, đúng không? Vậy bây giờ các anh chị ở đây chắc chắn chúng ta phải nội suy thôi. Thì khi đó để chúng ta tìm ra được KD bằng nhiêu. Anh chị bấm máy thì thử coi. Tôi cũng bấm máy đây. Anh chị thấy không? Và cho tới giờ phút này các anh chị thấy rằng cái việc bấm máy của ta sẽ là rất nhiều. Và chúng ta phải sử dụng phương pháp nội suy cũng rất là nhiều. Anh chị thấy như vậy. Mà đòi hỏi chúng ta phải bấm máy cho đến giờ phút này là phải bấm máy tốt thì chúng ta mới giải những bài toán này nó nhanh được. Nếu anh chị bấm ra tôi cho anh chị kết quả, tôi bấm máy ra rồi ra là 8, KD của chúng ta là 8,46%. Tất nhiên anh chị nhớ khi tính công thức này ở đây nó ra là trước thuế. Anh chị nhớ giùm tôi nha. Trước thuế. Từ đây chúng ta mới tính tiếp một bước nữa là KD sau thuế bằng 8,46%, giả định nhân cho 1 trừ cho thuế suất thu nhập là 25% như hiện nay thì coi nó bằng bao nhiêu. Và như vậy chúng ta sẽ ra được là 6,35%.
đúng không? Bây giờ ta đi tiếp. Bây giờ cái câu thứ hai, nếu có nghĩa là gì? Cái bài này, toán này giờ nó sẽ được đặt vấn đề lại. Nếu bây giờ cái này anh chị làm thêm giùm tôi. Cái đây trong ví dụ này của chúng ta là gì? Tiền lãi trả mỗi năm một lần, đúng không? Bây giờ nếu trong trường hợp lãi trả 6 tháng một lần, nghĩa là gì? Hai lần một năm thì sao? Thì bài toán này chúng ta sẽ phải chỉnh sửa lại. Tôi hướng dẫn cho anh chị thôi, anh chị về nhà làm giùm tôi. Đấy, cái này chia 2, KD chia 2, KD chia 2, cái này nhân 2, đúng không? KD này chia 2, 30 này nhân 2, đúng không? À, đâu coi, tôi bấm máy luôn để tôi cho ra kết quả luôn anh chị. Rồi anh chị về, anh chị thì kiểm tra giùm tôi. Từ đây các anh chị sẽ thấy, chúng ta sẽ tìm ra được là gì? KD ở đây sẽ bằng bao nhiêu? Trong ví dụ này nha, ví dụ chia 2 đó. Và khi tính ra như vậy, anh chị sẽ ra được ở đây là gì? Là 4,23%. Nhưng anh chị nhớ 4,23% này là của 6 tháng nha, chứ không phải của 1 năm đâu. Vậy từ đây chúng ta mới chuyển sang cái gọi là KD trước thuế. Cái đây là 6 tháng. Là chúng ta lấy 1 cộng cho 4,23%, chúng ta chuyển đổi sang 1 năm, bình phương lên trừ cho 1. Đúng không? Thì chúng ta sẽ ra được là 8,63% một năm. Từ đây chúng ta mới chuyển sang cái KD gọi là sau thuế, đúng không? Bạn là 8,63% nhân cho 1 trừ cho thuế suất thuế thu nhập 25%. Bạn thì sẽ ra được là 6,48%. Đó là như vậy. Nó khác biệt hơn so với trường hợp ở đây là 1 năm. Đúng không? Trường hợp 1 năm thì nó là 6,35. Trường hợp 6 tháng một lần là 6,48. Và anh chị lưu ý như vậy. Đó là cho cái gọi là cái ý thứ hai, nếu lại trả mỗi năm hai lần, đó là như vậy. Anh chị hình dung được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đi qua cái phần tiếp theo. Trái phiếu vô hạn thì dễ rồi, công thức của chúng ta cũng khá dễ dàng, đúng không? Công thức này các anh chị thấy là gì? Bạn khá dễ, là công thức cũ của mình B0 bằng Y chia cho KD, đúng không? Thì bây giờ công thức mới của mình là gì? B0 trừ cho C0 bằng Y chia cho KD. Và từ đây sẽ suy ra rằng là KD của mình sẽ bằng Y chia cho B0 trừ C0, hoặc là bằng Y chia cho B0 nhân 1 trừ cho F. F là gì anh chị? Tỷ lệ chi phí phát hành. Ta lưu ý nha.
Ví dụ như trong cái bài hồi nãy, cái tỷ lệ dư phát hành mà mình cho đó, nó là nhớ là 5%. Trong cái bài vừa rồi nó là 5%. Đó là như vậy. Thì F gọi là tỷ lệ chi phát hành. Vì sao? Vì chúng ta biết là C0 bằng cái gì? Bằng B0 nhân với F là tỷ lệ chi phát hành. Thì mình lấy B0 ra làm thử cái chung thôi, không có gì khác, đơn giản không có gì khác. Được chưa? Bây giờ ta coi cái ví dụ xem. Đây là một ví dụ. Và ví dụ này không có đáp án. Rồi ta coi ta sẽ làm. Một trái phiếu hạn mệnh giá là 1.000, lãi suất gốc 8%, giá bán 9.8, chỉ có hành 2%. Rồi chúng ta coi. Ví dụ này. Bây giờ mệnh giá 1.000, lãi suất gốc 8%. Lãi suất 8%. Giá bán là 980. Chi phí phát hành là 2%. Quá đơn giản đúng không? Vậy từ đây ta tính ra được KD bằng, như vậy chi phí này bằng cái lãi Y ở đây bằng là 80. Vậy nó bằng 80 chia cho giá bán là 908 nhân cho 1 trừ chi phí phát hành là 2%. Vậy ra nhiều. Thì như vậy nó sẽ ra được là 8,33%. Đó là như vậy. Được chưa? Đó là ví dụ cho cái ví dụ giờ trong cái slide của mình. Đây là trong cái slide của mình đó, cho cái ví dụ này đó các anh chị. Phát hành trái phiếu vô hạn mệnh giá là 1.000, lãi suất gốc 8%, giá bán 908, chi phí phát hành là 2%. Vậy chi phí vốn của trái phiếu này bao nhiêu? Đó là như thế. Được chưa? Rồi ta tiếp theo, trái phiếu có lãi suất bằng zero thì cũng dễ rồi. Công thức của chúng ta cũng như vậy thôi, không có gì khác. Ví dụ có không? Ở đây nó không cho ví dụ. Cái này thì cũng dễ thôi, các anh chị tính công thức này ra thôi, không có vấn đề gì cả. Chúng ta qua cái thành phần thứ ba là chi phí vốn cổ phần ưu đãi, chúng ta viết tắt là chữ KB. Không ạ? Thì các anh chị đã biết là công thức định giá của gọi là cổ phần ưu đãi là gì? Là B0 bằng DB là cổ tức ưu đãi chia lại cho KB. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tính KB bằng DB chia B0. Thế thôi. Mà DB thì anh chị biết rồi, DB nó là cổ tức ưu đãi, và cổ tức ưu đãi này thông thường là sau thuế rồi, đúng không? Sau thuế rồi, nên chúng ta không phải điều chỉnh gì cả. Không phải điều chỉnh, do đó KB tính ở công thức này cũng là KB sau thuế luôn. Bởi vì anh chị đã biết, đối với công ty cổ phần, khi chúng ta trả cổ tức ưu đãi là công ty phải lấy từ lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức ưu đãi. Đó là như vậy. Được chưa? Tôi xin lỗi, này nó ta còn thiếu cái C0 nữa ha. Còn thiếu cái C0 nữa. Xin lỗi cái này, B0 trừ C0. Đó là như vậy. Nè. Lấy ví dụ, cổ phần ưu đãi của cổ phiếu BV Đức có mệnh giá là 100, cổ tức ưu đãi cho mỗi cổ phần là 6 đồng 3, giá thị trường hiện hành là 70 đồng.
lấy 6 đồng 3 chia 70 đồng ra cái mức sinh lời là cái chi phí của cổ phần ưu đãi là 6%. Tương tự như vậy, chúng ta thấy nó giống gần giống như với trái phiếu vô hạn, nhưng nó khác biệt hơn một chút là trái phiếu vô hạn á, thì chúng ta phải điều chỉnh sau thuế, nhưng cổ phiếu ưu đãi thì không có điều chỉnh vì nó chính là sau thuế rồi. Đúng không? Trong trường hợp này, đây là một ví dụ mà nó có cái gì gì? Nó có cái chi phí phát hành. Thế thôi, có chi phí phát hành. Bây giờ đây là một cái ví dụ điển hình để các anh chị xem xét đến cái mối quan hệ giữa cái chi phí sử dụng nợ và chi phí vốn cổ phần ưu đãi. Chúng ta lấy ví dụ ở đây, anh chị coi cái ví dụ giùm tôi. Công ty IVDUC có EBIT hàng năm là khoảng 1 tỷ. EBIT anh chị nhớ là gì không? Lợi nhuận trước thuế và lãi vay là 1 tỷ đồng. Thuế thu nhập 32%. Thuế suất. Công ty đang dự tính tìm 10 tỷ đồng để thực hiện một dự án tăng năng lực sản xuất. Hai giải pháp tài trợ được xác định như sau. Một, đi vay 100% với lãi suất 6% một năm, có nghĩa đi vay 10 tỷ với lãi suất 6%. Hoặc hai là phát hành 250.000 cổ phiếu ưu đãi với giá 40.000 đồng và cổ tức cam kết là 2.400 đồng một cổ phần. Vậy hỏi tìm chi phí vốn ở mỗi giải pháp. Chúng ta có thể coi qua cái bảng số liệu này các anh chị. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay hiện tại là 1.000, lãi vay hiện tại là không có, lợi nhuận trước thuế do đó cũng là 1.000, thuế thu nhập phải nộp 32%, lợi nhuận sau thuế 608, cổ tức ưu đãi trong trường hợp này không có, lợi nhuận dành cho cổ phần thường là 608, đúng không? Do đó EPS là lấy cái lợi nhuận này chia ra số lượng cổ phần thường. Bây giờ nếu 10 tỷ đó chúng ta đi vay và nếu là nợ dài hạn, đi vay nợ dài hạn, lãi suất là 6% trên 10 tỷ. Giả định rằng 10 tỷ đó mình đưa vào kinh doanh sinh lời 6%. À, giả định như vậy. Thì sao? 10 tỷ mình sinh lời 6% thì mình tạo ra được lợi nhuận là, anh chị nhớ, tạo ra được lợi nhuận là nhiêu? 600 triệu. 600 triệu lợi nhuận tăng thêm này cộng với 1.000 trước đây, cái lợi nhuận này nữa là lên 1.600. 10 tỷ đó chúng ta phải trả một cái lãi suất là 6%. Nên chi phí lãi vay ở đây phải là 600. Lấy 1.600 trừ 600 ra 1.000. Thuế ở đây vẫn là 32% của 1.000 là 320. Lợi nhuận sau thuế 608. Cổ phần ưu đãi không có nên bằng không. Nên ở trong trường hợp này EPS của công ty là không đổi. Bây giờ nếu ta phát hành cổ phần ưu đãi thì sao? Quan trị là coi. Nếu ta phát hành cổ phần ưu đãi thì cổ tức là 2.400. Nếu cổ phần ưu đãi nó sinh lời là 6% trên 10 tỷ thì vấn đề của chúng ta vẫn là 1.600, đúng chưa? Vẫn là 1.600. Anh chị hình dung được cái này không? Tôi lấy ví dụ cho coi. Tôi lấy cái này cho anh chị hình dung. Chúng ta đi vay 10 tỷ. Chúng ta đi, ví dụ vốn cần huy động là 10 tỷ, có nghĩa là 10.000 triệu. Lãi suất phải trả là 6%, đúng không? Như vậy tiền lãi chúng ta, EBIT chúng ta tăng thêm được là 600 triệu, đúng không? Và đồng thời cái tiền lãi, lãi suất mà mình phải chịu là 6% luôn. Nên cái tiền lãi đó, lãi phải trả đó cũng là 600 triệu, đúng chưa? 600 triệu luôn. Đó là như vậy. À,
Từ đây các anh chị sẽ hình dung thế này. Chúng ta sẽ thấy đi vay 10 tỷ thì làm ra lợi nhuận thêm 600 triệu nữa. Trong trường hợp dùng cổ phần ưu đãi nên lãi vay không có, lợi nhuận trước thuế là 600 triệu, là 1.600 luôn. Thuế thu nhập phải nộp là 32% của 1.600 là 512. Nên lợi nhuận sau thuế của mình lại là gì? 1.088. Nhưng đi phát hành cổ phần ưu đãi nên chúng ta phải trả cổ tức ưu đãi là 600 nữa. Nên lợi nhuận còn lại cho cổ phần thường chỉ có 488 thôi, so với trước thấp hơn. Và điều này sẽ làm cho EPS của công ty giảm xuống, đúng chưa? Còn nếu trong trường hợp cái vốn đầu tư, vốn huy động bằng cổ phần ưu đãi mà nó sinh lời 8,82%, thì theo tính toán ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Là lợi nhuận để lại cho cổ phần thường á vẫn là 608 so với trước khi đầu tư huy động vốn thì EPS là không đổ. Nhìn vào đây để anh chị thấy ba cái dòng này nè. Nếu ra đi vay lãi suất 6% thì đồng vốn vay đó chỉ cần sinh lời 6% thôi, đúng chưa? Nhưng nếu mà phát hành cổ phần ưu đãi mà đồng vốn nó sinh lời 6% không đủ để trả cái cổ tức ưu đãi mà nó phải sinh lời lên đến 8,82% thì khi đó mới đủ để trang trải cổ tức ưu đãi này, thì khi đó cái EPS của công ty mới là không đổi. Điều đó có nghĩa là chúng ta kết luận rằng là gì? Nếu chúng ta đi vay vốn bằng việc phát hành trái phiếu, đúng không? Thì cái mức sinh lời của nó, cái chi phí vốn nó sẽ thấp, bởi vì chi phí lãi mà chúng ta trả cho các trái chủ á 600 triệu nè, là chúng ta trả trước thuế. Còn khi phát hành cổ phần ưu đãi đó, 600 triệu cổ tức mà chúng ta phải trả cho cổ phần ưu đãi đó là chúng ta trả sau thuế. Các anh chị thấy không? Và điều này các anh chị sẽ thấy rất rõ là cái thuế của chúng ta nó bị ảnh hưởng. Thuế thu nhập nó bị ảnh hưởng. Đó là như vậy. Anh chị coi, nếu đi vay thì tiền thuế của mình phải nộp cũng chỉ là 320 thôi, bằng so với trước. Thấy chưa? Nhưng nếu phát hành cổ phần ưu đãi thì tiền thuế mình phải nộp tăng lên rất là nhiều. Tăng lên rất là nhiều. À, điều này có nghĩa là chúng ta đã biết lãi vay trái phiếu là một chi phí được trừ ra trước khi chúng ta nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong khi cổ tức ưu đãi nó lại là một chi phí sau thuế, có nghĩa là không được trừ ra trước khi tính thuế thu nhập. Đúng không? Đó là một cái đặc điểm khác biệt. Và chính vì vậy khi phát hành cổ phần ưu đãi đòi hỏi là đồng vốn phải sinh lời cao hơn. Nó là như thế. Thì đó là chúng ta đề cập đến cái chi phí vốn nợ dài hạn và chi phí vốn cổ phần ưu đãi. Bây giờ chúng ta sẽ đến gọi là đề cập đến một cái gọi là chi phí vốn của cái gọi là vốn tự có. Vốn tự có hay là vốn chủ sở hữu. Vốn tự có ở đây tôi muốn tách anh chị ra thành hai thành phần. Một là từ lợi nhuận giữ lại hay là lợi nhuận để lại. Và hai là cổ phần thường. Mà tất nhiên cái cổ phần thường này tôi muốn nói đó là cổ phần thường mới dự định chúng ta sẽ phát hành. Vậy tại sao lợi nhuận giữ lại phải có chi phí không? Có không? Có chứ. Chúng ta lấy xem, hãy xem. Bây giờ chúng ta hãy xem. Đây, chúng ta lấy một ví dụ thế này. Trên cái slide 26 anh chị thấy, tôi lấy một ví dụ để chúng ta hình dung nó dễ hơn. Là chúng ta nói về thuần về lý thuyết thì anh chị khó hình dung hơn. Ví dụ một cổ phiếu, giá cổ phiếu hiện tại là 20.000 đồng. Nhà cộng đồng đầu tư kỳ vọng rằng lợi nhuận trên một cổ phần sau một năm sẽ là 2.000. Nếu như vậy thì tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu sẽ là 10%. Giả sử công ty này chia cổ tức là 1.000 và lợi nhuận tái đầu tư là 1.000. Và như vậy đến cuối năm thứ nhất thì giá cổ phiếu vào cuối năm thứ nhất phải là 21.000.
bao gồm 20.000 đầu năm và 1.000 này là từ lợi nhuận giữ lại. Ví dụ này tôi đã cho anh chị rồi, anh chị nhớ không? Cái ví dụ này. Bây giờ vấn đề đặt ra của chúng ta là gì? Vậy lợi nhuận trên một cổ phần kỳ vọng ở cuối năm thứ hai là bao nhiêu? Các anh chị thấy 1.000 đồng này nè là lợi nhuận để lại nè, đưa vào đây làm cho cái giá cổ phiếu vào cuối năm tăng lên. Nếu lợi nhuận để lại này chỉ sinh lời 5% thôi, 20.000 này nó vẫn sinh lời như cũ là 10%, đúng không? Bây giờ là 2.000, 1.000 này lợi nhuận để lại nè, nó chỉ sinh lời là 5% thôi, nghĩa là 50. Thì như vậy EPS kỳ vọng ở cuối năm sẽ là 2050. Và nếu là 2050 thì cái tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu ở năm thứ hai sẽ thấp hơn 10%. Như vậy thì có nên để lại lợi nhuận không? Tôi không để lại lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu ở năm trước của tôi là 10%. Tự nhiên năm nay tôi để lại lợi nhuận làm cho cái tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu ở năm sau nó còn có thấp hơn 10%. À, tại sao như vậy? Bởi vì cái phần lợi nhuận để lại nè, nó chỉ sinh lời có 10% thôi. À, bây giờ nếu giả sử rằng lợi nhuận để lại đó nó sinh lời là 10%, nghĩa là bằng cái K1, nghĩa là bằng với cái tỷ suất lợi nhuận hiện tại của cổ phiếu, thì khi đó EPS kỳ vọng ở cuối năm 2 sẽ là 2100. Mà nếu là 2100 thì K ở năm 2 có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận ở năm 2 sẽ là 10%. Từ đây chúng ta sẽ thấy ta thấy một điều thế này là các cổ đông yêu cầu khi giữ lợi nhuận ở lại để tái đầu tư thì ít nhất lợi nhuận để lại này nó phải bằng, nó phải sinh lợi bằng với mức sinh lợi hiện tại của cổ phiếu. Để làm gì? Để sau khi tái đầu tư đó, tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu của công ty ít nhất là không thay đổi. Nếu chi phí của lợi nhuận giữ lại là KR thì khi đó KR sẽ cho thấy nó phải bằng với K. À, các anh chị lưu ý như vậy, nó phải bằng với K. À, đó là một cái đặc điểm, một cái lập luận. À, chúng ta thấy rằng tại sao cái chi phí của lợi nhuận để lại thì nó lại, lợi nhuận để lại nó phải có chi phí. À, bởi vì đó là đồng vốn của tôi mới đầu tư thêm. Thì mới đầu tư thêm thì nó phải sinh lời ít nhất bằng với cái mức đầu tư cũ của tôi. À, nôm na nó là như vậy. Chiết khấu dòng cổ tức là một phương pháp, đúng không? Thì bây giờ chúng ta cái mô hình thứ nhất là mô hình tăng trưởng đều. Tăng trưởng đều có nghĩa là R ở đây là đều mỗi năm. Các gì còn nhớ không? À, thì theo cái công thức về định giá đó là có là B0 bằng D1 chia cho KE trừ R, đúng không ạ? Và từ đây chúng ta có thể tính ra được KE của chúng ta sẽ bằng D1 chia cho B0 trừ C0 chi phí phát hành, đúng không ạ? Rồi chúng ta cộng với R, đó là như vậy, mô hình tăng trưởng đều. Hoặc là chúng ta viết lại dưới dạng này cũng được, là D1 chia cho B0 nhân cho 1 trừ cho F. Và như anh chị biết là F chúng ta gọi đó là chi phí phát hành, đúng không? Đó là như vậy. Thì đây là trường hợp chúng ta tính cái KE chi phí của cổ phần mới theo cái mô hình chiết khấu dòng cổ tức ở đây. Trong ví dụ này chúng ta thấy cổ phiếu BV Đức có giá thị trường là 64,8 đồng, cổ tức hiện tại mỗi cổ phiếu là 3 đồng và suất tăng trưởng cổ tức kỳ vọng mãi mãi là 8%. À, thì chúng ta tính coi. À, vậy thì cái cổ tức hiện tại chúng ta coi là mấy đồng đây, ta sẽ theo dõi. Cổ tức giá là 64,8, cổ tức hiện tại là 3 đồng, suất tăng trưởng R là 8%. Đó là giá thị trường hiện tại trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là không có chi phí phát hành, đúng không ạ? Vậy chúng ta coi. D0
Trong ví dụ này của con D0 là 3 đồng. Giá thị trường hiện tại là 64,8 đồng. Sức tăng trưởng R là 8%. Đúng không? Áp dụng cái công thức này của chúng ta. Từ đây. Vậy thì từ đây nó tính ra được KE của nó sẽ bằng. D ở đây chúng ta là D1. Nên 3 ở đây chúng ta sẽ nhân thêm cho 1 cộng 8%. Chia B0 là 64,8 đồng. Chi phí phát hành coi như trong trường hợp này là không có. Cộng suất tăng trưởng là 8%. Và như vậy chúng ta tính ra được bao nhiêu? Các bạn tính thử xem. Và như vậy, ở trong trường hợp này chúng ta tính ra được là 13%. Đúng không ạ? Đó là như vậy. Ví dụ này cho mô hình tăng trưởng đều thì cũng tương đối khá là đơn giản, không có vấn đề gì lớn. Năm qua tiếp theo là cái mô hình còn một cái mô hình nữa, các anh chị còn nhớ không? Là tăng trưởng đều rồi. Bây giờ nếu trong trường hợp mô hình thứ hai là mức độ tăng trưởng là R bằng 0, nghĩa là không tăng trưởng, không tăng trưởng, thì khi đó chúng ta sẽ lấy lại cái mô hình này, lấy lại cái này, các bạn thấy như vậy thì KE của chúng ta ở đây sẽ bằng D1 chia cho B0 trừ C0 cộng R, mà R ở đây bằng 0 rồi nên chúng ta sẽ thấy bằng là D1 chia cho B0 nhân cho 1 trừ cho F. Vì nó là không tăng trưởng, D1 ở đây cũng chính là D0. Mà D0 chia B0 là cái gì vậy? Nó chính là K chia cho 1 trừ F. Đây là một trường hợp khá đặc biệt. Mà K thì chúng ta đã biết nó chính là nó bằng với KR. Đúng không? Như vậy từ công thức này các bạn sẽ thấy, từ công thức này các bạn sẽ thấy là KE nó bằng K hoặc là KR chia cho 1 trừ F. Và từ đây chúng ta sẽ đưa đến kết luận là cái KE này luôn luôn lớn hơn KR. Nếu chi phí vốn, chi phí phát hành ở đây tồn tại, chúng ta thấy KR là chi phí vốn của lợi nhuận để lại, thông thường không có chi phí phát hành. KE là cổ phần thường mới thì rõ ràng nó sẽ có chi phí phát hành là F ở đây. Do đó KE luôn luôn lớn hơn KR. Cái đặc điểm này như phần trước chúng ta mới vừa đề cập xong là như vậy. Đó là một cái đặc điểm mà các anh chị cần phải lưu ý. Bây giờ chúng ta đi vào một cái mô hình thứ ba. Chúng ta đã đề cập là mô hình thứ ba là mô hình tăng trưởng hai giai đoạn. Hai giai đoạn, đúng không? Thì tôi viết lại công thức để các anh chị hình dung. Thì bây giờ từ công thức định giá của mình thì chúng ta chỉ cần viết lại như thế này thôi. B0 của mình bằng trừ cho C0 chi phí phát hành bằng là sigma của DT nhân 1 cộng cho K KE mũ trừ T. T này chạy từ 1 đến N cộng với DN cộng 1 chia cho KE trừ R và nhân với 1 chia cho là 1 cộng cho KE mũ trừ mũ N, nhưng mà trừ mũ N. Anh chị nhớ công thức này không? Thì ở đây chúng ta chỉ có là gì? Thêm cái C0 thôi. Theo cái mô hình của ta đã tính, ta chỉ thêm cái C0 vào thôi. Và như vậy, chúng ta bài toán này chúng ta sẽ đi nội suy để tìm cái KE ở đây. Đó là như vậy. Đó. Đây anh chị nhớ, ở đây đó là chúng ta dùng cái mô hình chiết khấu cổ tức mà chúng ta đã đề cập ở trong cái phần định giá chứng khoán ở cái bài buổi sáng nay ta đã đề cập. Đây cái mô hình hai giai đoạn. Chúng ta đề cập đây thì viết công thức này thì các anh chị hình dung nó hơi có hai giai đoạn hoặc là ba giai đoạn thì
như vậy thôi, không có gì khác. Thì đó anh chị thấy rằng là chúng ta có để gọi là định giá cái cổ phần, gọi là xác định cái chi phí vốn của cổ phần ưu đãi, cổ phần gọi là KE. Ở đây chúng ta có thể dùng cái mô hình thứ nhất là gì, là chiết khấu dòng cổ tức, đúng không? Đó là như vậy. Có và chiết khấu dòng cổ tức này chúng ta có ba mô hình: một, mô hình tăng trưởng đều; hai, mô hình tăng trưởng bằng không; và ba là mô hình tăng trưởng hai giai đoạn hoặc ba giai đoạn cũng được, tương tự như vậy. Thì công thức này của chúng ta nó cũng dựa vào công thức định giá cổ phiếu hàng thường, nhưng chúng ta chỉ thêm cái C0 là chi phí phát hành vào. Và bài toán của chúng ta là không phải đi tìm cái giá cổ phiếu nữa ở đây nữa, không phải đi tìm cái giá cổ phiếu nữa, mà chúng ta đi tìm cái mức sinh lời của cổ phiếu đó. Cổ phiếu đó, đó là như vậy. Và cái mức sinh lời đó chính là chi phí vốn cổ phần từ mới, đó là như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào một cái cách xác định thứ hai, là chúng ta dùng cái gọi là mô hình kép em để xác định cái gọi là chi phí vốn chủ sở hữu. Thì mô hình kép em các anh chị đã biết, mô hình kép em, thì cái mô hình kép em chúng ta đã biết là cái CABM của chúng ta có một công thức cơ bản là đường thị trường chứng khoán, đó là gì, là ERG của cổ phiếu G sẽ bằng ERS cộng cho, đúng không, ERM là lợi nhuận của danh mục thị trường trừ cho ERS và nhân với beta của cổ phiếu đó. Thì ở trong công thức này thì cái KE của nó cũng là bằng ở đây. Vậy đây cũng chính là KE của cổ phiếu. Các anh chị lưu ý như vậy. Vậy đây là mô hình kép em. Chúng ta lấy ví dụ ở đây. Tôi lấy ví dụ cho anh chị ở đây. Giả sử ở beta là 1.25, lãi suất phi rủi ro là 4% và lợi nhuận của danh mục thị trường là 11,2%. Thì chúng ta thấy rõ ràng là vậy thì cái KE chúng ta tính ở đây hay chính là cái R của cổ phiếu này bằng RF là 4% cộng cho lợi nhuận của danh mục thị trường là 11,2% trừ RF là 4% và nhân với beta của nó là 1,25, đúng không ạ? Và lãi suất phi rủi ro là 4%, lợi nhuận của danh mục thị trường là 11,2%, beta của cổ phiếu này là 1.25. Và như vậy thì các vị tính ra ở đây chúng ta sẽ tính ra được bao nhiêu? Và như vậy chúng ta tính ra ở đây sẽ được là 13%, đúng không? 13%. Đó là một cách chúng ta tính theo mô hình kép em. Thì chúng ta chỉ sử dụng cái phương trình, các vị nhớ phương trình này là phương trình gì nhỉ? Đây là phương trình đường thị trường chứng khoán SML, đúng không? Đây là phương trình đường thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán. Ta nhớ công thức này, ta nhớ như vậy để tính. Và tùy theo mức độ rủi ro của cổ phiếu đó mà chúng ta sẽ tính ra được cái lợi nhuận kỳ vọng, cái tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng cho cổ phiếu đó là bao nhiêu. Một cách tính thứ ba cho cái chi phí của cổ phần thường mới là chúng ta lấy cái lợi nhuận trước thuế của nợ dài hạn cộng cho cái phần thường rủi ro. Bởi vì các bạn biết là nợ là một cái, chúng ta thấy KE được tính theo một phương pháp gọi là gì? KE bằng cái KD cộng cho một cái gọi là phần thường rủi ro. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta biết là giữa trái KD này
là trường hợp chúng ta đi vay, đúng không? Hay là phát hành trái phiếu. Mà thông thường vay và phát hành trái phiếu này về rủi ro của nó là ở mức thấp. Còn khi chúng ta đang tính KE ở đây là chúng ta đang tính cho một cổ phiếu. Mà thông thường cổ phiếu là thường là một loại chứng khoán có rủi ro cao hơn trái phiếu nhiều. Mà như vậy cái cổ phiếu nó phải gánh chịu một cái rủi ro lớn hơn như vậy so với cái trái phiếu. Thì với như vậy nó gánh chịu cái phần rủi ro cao hơn thì cái rủi ro của nó cao hơn. Và cái rủi ro cao này nó phải được bù lại. Tôi chấp nhận đầu tư vào cổ phiếu đó với điều kiện là cái cổ phiếu đó phải sinh lời cao hơn với cái mức sinh lời của trái phiếu, đúng không? Mức sinh lời trái phiếu thì tôi mới chấp nhận đầu tư. Bởi vì khi đầu tư bằng cổ phiếu thì tôi phải chấp nhận rủi ro cao hơn. Thì cái mức độ rủi ro này nè, cái rủi ro của cổ phiếu và rủi ro trái phiếu này tương quan với nhau như thế nào, mà để từ đó người ta xác định cái phần thưởng rủi ro này cộng thêm bao nhiêu là hợp lý, bao nhiêu là hợp lý. Thì đây là một cái phương thức, là một cái cách khác để mà xác định cái lợi nhuận kỳ vọng, cái tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng cho một cổ phiếu. Đó là như vậy. Ví dụ như trong ví dụ này là giả sử công ty BMW Đức tính thêm 3% cái phần rủi ro tăng thêm cho chi phí nợ vay sau thuế. Và như vậy thì cái phần trước đó tính là cái chi phí nợ trước thuế của nó là 10%, cộng thêm 3% là cái chi phí bù cho cái rủi ro, đúng không ạ? Thì ra cái KE đó là 13%. Nó là như vậy. Như vậy tóm lại, khi tính cái chi phí vốn của chủ sở hữu, chúng ta có ba cái mô hình để tính. Một, lấy mô hình chiết khấu dòng cổ tức theo mô hình tăng trưởng đều 13%, mô hình ghép em 13% và chi phí nợ cộng với phần thưởng rủi ro là 13%. Thì trong ví dụ này chúng ta thấy rằng là ba cái mô hình này chúng ta cho một cái là cái tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu là như nhau. Tất nhiên trên thực tế thì ba cái mô hình này có thể không cho một giá trị giống nhau. Ví dụ như vậy. Và nếu trong trường hợp nó không cho một giá trị giống nhau thì sao? Thì sao? Nếu như vậy thì tôi giả sử theo mô hình, tôi giả sử như chiết khấu cổ tức, chúng ta tính ra được là KE giả sử là 14%, mô hình ghép em chúng ta tính ra được là 16%, và mô hình gọi là cộng cái phần thưởng rủi ro, phần thưởng rủi ro giả định là 10% đi, tôi lấy giả định như vậy. Thì khi đó người ta cộng lại cả ba cái này là 40%, thì người ta chia lại cho ba thì nó ra khoảng là khoảng 13%, 13,3%. Có thể người ta lấy theo con mức này làm chuẩn, hoặc là người ta nói rằng KE của công ty nó sẽ nằm trong khoảng từ 10% đến 16%, ví dụ như vậy. Tùy theo mức độ đánh giá của từng công ty, của từng nhà đầu tư, mà khi đó người ta sẽ chọn ở mức nào, 13,3 hay lấy 14% hay 16% hay là 10%, thì tùy cái quan điểm của nhà đầu tư, của công ty mà khi đó người ta nhận định đánh giá để tìm cái chi phí vốn của cái cổ phần thường để xác định. Nó là như vậy. Như vậy tóm lại, chúng ta đã đi đề cập đến một cái vấn đề gọi đó là cái chi phí vốn của từng bộ phận. Và như vậy các anh chị sẽ thấy, tóm lại chúng ta sẽ thấy như thế này. Tôi sẽ làm một cái tóm lại. Vậy thì cơ cấu vốn của một công ty, cơ cấu vốn, thứ nhất là nợ dài hạn, thứ hai là cổ phần ưu đãi, thứ ba là vốn chủ sở hữu. Trong vốn chủ sở hữu này chúng ta có hai thành phần, một là cổ phần thưởng, hai là lợi nhuận để lại, đúng không? Đó là như vậy.
Bây giờ tôi giả sử nợ dài hạn chúng ta ký hiệu đó là chi phí vốn là KD, cổ phần ưu đãi chúng ta ký hiệu là KB, vốn chủ sở hữu chúng ta ký hiệu đó là KE, cổ phần thường chúng ta ký hiệu đó là KC, lợi nhuận để lại chúng ta ký hiệu đó là KR, đúng không? Các cái chi phí của nó đó là như vậy. Bây giờ dựa trên căn bản đó, bây giờ cái chi phí vốn bộ phận thì các anh chị biết rồi, chúng ta đã tính tôi lấy ví dụ một công ty nợ dài hạn là chi phí vốn của nó giả định là 6%, thứ hai cổ phần ưu đãi vào khoảng 8%, lợi nhuận để lại khoảng là 10% và cổ phần thường khoảng 12%. Thì anh chị nhớ giùm tôi một điều là KC nó luôn luôn lớn hơn KR. KC là chi phí của cổ phần thường mới, còn KE là chi phí của vốn chủ sở hữu bao gồm hai thành phần này. Đó là như vậy. Bây giờ chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta muốn huy động một lượng vốn giả định là 10 tỷ. Giả sử chúng ta muốn huy động một lượng vốn giả sử là 100 đi, cho nó ngắn gọn 100. Bây giờ chúng ta muốn đảm bảo một cơ cấu vốn tốt thì tôi giả sử rằng chúng ta sẽ huy động từ nợ là 40, cổ phần ưu đãi là 10, vốn chủ sở hữu dự định là 50. Trong đó chúng ta dùng lợi nhuận để lại bổ sung thêm cho lợi nhuận lại là 30. Và như vậy còn thiếu 20 thì ta bổ sung từ cổ phần thường mới. Ví dụ như vậy. Và đây cũng chính là cái cơ cấu vốn luôn. Nợ dài hạn 40%, cổ phần ưu đãi 10% và vốn chủ sở hữu là 50%. Đó là như vậy. Rồi. Từ đây mà mỗi một thành phần á, chúng ta thấy rằng là cái chi phí vốn khác nhau. Vậy hỏi bây giờ trong tổng vốn tôi muốn huy động là 100 nè, chi phí vốn trung bình là bao nhiêu? Thì khi đó cái chi phí vốn trung bình là chúng ta sẽ tính, viết tắt lấy từ VWACC. Cái từ này trong tài liệu tôi có viết tắt từ tiếng Anh nên không biết là trong này có ghi không. Chi phí vốn trung bình. Thì như vậy cái chi phí này tôi viết tắt bởi trừ quay. Weighted average cost of capital. Đó là như vậy. Chi phí vốn trung bình. Chi phí vốn trung bình. Thế anh chị thấy là cái chi phí vốn trung bình này được tính bằng cách nào? Chúng ta có đến 4 thành phần vốn được khác nhau, mà mỗi một thành phần bộ phận vốn như vậy chi phí vốn khác nhau, thì muốn tính trung bình thì chúng ta sẽ tính bình quân lại thôi chứ không có gì khác, không ạ? Tính bình quân lại thôi. Bình quân bằng cách nào? Chúng ta coi công thức ở đây.